Chào mừng các bạn đến với máy chế biến gỗ công nghiệp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng máy cán vân SMPI300DGB. Đây là dòng máy cán vân trục được làm nóng bằng điện trở và sử dụng các lực ép của xi lanh thủy lửa để tạo lên vân gỗ. Máy thì có thiết kế với các nút điều khiển là đơn giản nha các bạn, tích hợp đồng hồ thể hiện nhiệt độ luôn, giúp người vận hành dễ dàng mà thao tác. Chiều rộng gia công tối đa là 300mm và tốc độ của hai trục cán này nè được điều chỉnh bằng biến tần, vân cán ra được gia nhiệt nóng đảm bảo không bị biến dạng sau khi làm nguội lại. Đây là dòng máy cán vân hai mặt. Ngoài ra bên công ty Quốc Di còn có các dòng máy cán vân một mặt, cán vân kích thước lớn như là 600, 1003 và cũng có dòng cỡ nhỏ là 200 luôn nha các bạn. Và nếu các bạn thấy máy này phù hợp thì hãy liên hệ ngay với số hotline 0903 600 113 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn. Thank you.